Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 8 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay giữa thủ đô Berlin, và nơi đây sau phía lưng tôi đó là bức tường thành lịch sử của Berlin, nơi ngăn cách giữa thể chế cộng sản ở phía bên kia và phía bên này chúng tôi đứng đó là thể chế dân chủ và tự do của Cộng hòa Liên bang Đức. Và nước Đức sau khi thống nhất thì nhân dân hai cả Đông Đức và Tây Đức đã hợp làm một, và bây giờ họ có cuộc sống rất tốt và tự do trên ngay trên đất nước của họ. Và hiện nay ở Việt Nam thì cũng xảy ra một hiện tượng gần tương tự như vậy, đó là việc thể chế cộng sản, cái nơi mà đang nắm quyền cai trị tại Việt Nam, đang trở nên gần như là khó định hướng, bởi vì ngay cả những người đồng chí thân thiết nhất của họ như là Trung Quốc đã hiện nay đã trở mặt quay lại và bắt đầu đưa chiến lược dùng những cái tàu cảnh sát biển, tàu hải cảnh và tàu thăm dò để xâm phạm chủ quyền, và họ muốn đưa đường chín đoạn trở thành thực tế. Đó là việc mà Việt Nam bắt buộc phải rời ra khỏi những khu vực như bãi Thứ Chính và mà Việt Nam đang khai thác từ trước đến nay. Và hình ảnh rất gần đây mà các bạn có thể chứng kiến được suốt 3 ngày hôm qua, kể từ ngày 23 tháng 8 thì tàu thăm dò Hải Dương 8 và 4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc vẫn đang tiếp tục quần đảo ngay gần bờ biển Phan Thiết thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò địa chất ở nơi đây. Và đây là bản đồ ghi đường đi của chiếc tàu này do cái đơn vị đo đạc của quốc tế đã xác nhận, và họ rất sát với cả chủ quyền của Việt Nam mà báo chí ở trong nước cho đến giờ điểm này vẫn không hề đăng tin. Và theo như thông tin mà chúng tôi biết được thì rất nhiều những tổng biên tập, những người phụ trách báo chí và truyền thông ở trong nước thuộc cơ quan nhà nước quản lý, họ đã rất bức xúc, rất thất vọng và rất buồn vì họ không được phép đưa những cái tin như thế này, mặc dù họ chia sẻ cá nhân và họ đều biết được cái thông tin rất nghiêm trọng là tàu của Trung Quốc đang áp sát cái vùng biển Phan Thiết của Việt Nam và chỉ cách đây hơn 100 km mà thôi. Và cho đến lúc này thì nếu các bạn tham gia vào những chương trình đo đạc của những cái hãng chuyên theo dõi tàu biển thì các bạn sẽ thấy được cái khoảng cách rất gần giữa những cái đội tàu của Trung Quốc và bờ biển của Việt Nam. Họ đã đi sâu vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và chỉ cách bờ biển Phan Thiết có 115 hải lý, tức là 185 cây số, và cách đảo Phú Quý có 102 km về phía đông. Và những chiếc tàu này vẫn tiếp tục tuần tra và đồng thời là tiện làm công tác thăm dò ở đây. Và theo như một chuyên gia có 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành dầu khí tại Việt Nam cho chúng tôi biết thêm, thì với hải trình được ghi nhận của chiếc tàu Hải Dương 8 trong thời gian vừa qua thì chiếc tàu này thực sự là đang tìm mọi cách chụp bản đồ địa chất 3 chiều ngay trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đây có thể nói là một cái động thái để họ chuẩn bị, có thể tới đây họ sẽ kéo giàn khoan vào để khai thác một cách công khai ở ngay cái vùng chủ quyền biển đảo mà nơi Việt Nam vẫn nói rằng đấy là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 200 hải lý. Nhưng phía Trung Quốc lại cho rằng đấy là vùng của họ vì nó nằm trong cái đường chín đoạn mà họ đã viết ra, vẽ ra, và bây giờ họ sẽ dùng những cơ quan chấp pháp và cơ quan hành pháp để tiếp tục thâu tóm những cái vùng này. Và cụ thể nhất mà các bạn đã thấy trong suốt cả một tháng qua đấy là chiếc tàu Hải Dương 8 cùng với rất nhiều tàu thuyền khác hộ tống để thăm dò trong cái vùng đặc quyền kinh tế ở bãi Tư Chính của Việt Nam. Và bên cạnh đó họ dùng cả những lực lượng rất mạnh như là không quân chiến lược và đưa những chiếc máy bay ném bom cỡ lớn, có thể đưa những đầu đạn tới 500 kg để bay vào cái vùng bờ biển, vùng biển của đảo Tư Chính để áp sát những cái tàu tuần tra cũng như là tàu hải quân của Việt Nam, và khiến cho chiếc tàu hải quân mà theo như ông phó giáo sư Mathison của giảng dạy trường đại học hải quân Mỹ, ông nói rằng là có khả năng chiếc tàu Quang Trung đã phải quay trở về cảng Cam Ranh vì có lẽ là có cái sự đe dọa như vậy đối với từ Trung Quốc. Và đây là hành động gây sức ép rất lớn của Trung Quốc lên nhà cầm quyền tại Hà Nội, khi mà gần đây phía Đảng Cộng sản Việt Nam dường như là có vẻ gần gũi hơn đối với Mỹ và các nước phương Tây. Và trong thời gian này thì các bạn cũng đã chứng kiến toàn bộ các báo chí và truyền thông trong nước không hề đưa tin về những cái tam trụ gồm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội cũng như Thủ tướng chỉ đích danh hoặc lên tiếng
về cái việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam mà chỉ có Bộ Ngoại giao phát ngôn ra một số lần, nhưng Trung Quốc gần như là không quan tâm đến vấn đề đó. Và đến thời điểm này thì các bạn cũng đã thấy ngay cả ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn có thể xuất hiện, nhưng ông ta cũng không hề nói bất cứ một cái điều nào về cái việc mà chiếc tàu Hải Dương 8 cùng với cả đội tàu 4 chiếc của Trung Quốc vẫn đang nằm ngoài khơi của bờ biển Việt Nam và rất gần với cả cái nơi mà nhiều ngư dân Việt Nam đang đánh bắt, cũng như chủ quyền của Việt Nam đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Và tình hình có vẻ như là rất nguy cấp rồi. Và có lẽ điều này đã làm cho ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Chính trị phải có cân nhắc. Và các bạn đã chứng kiến ngày hôm nay với lý do là xin ý kiến nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước về chiến lược phát triển 10 năm tới, thì hôm nay các lãnh đạo cũ đã được mời về Hà Nội để bàn thảo nhiều cái chương trình khác nhau. Và có lẽ trong cái chương trình mà họ bàn thảo ở đây, mà các bạn có thể thấy trong cái tờ báo trong nước đã đăng, là ghi rất rõ là gồm có tên rất nhiều những lãnh đạo trước đây đã từng tham gia quản trị đất nước, và gồm có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tới dự hội nghị. Và đây là cái hội nghị mà được Hà Nội tổ chức, và ông Nguyễn Xuân Phúc là cái người mà trực tiếp điều hành vào cái ngày chính là ngày hôm nay. Và các bạn đã cũng thấy, thì nếu mà chúng ta để ý hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng là không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên ông Nguyễn Xuân Phúc không nói gì một cách chi tiết về cái việc mà Trung Quốc xâm phạm biển đảo, mà chỉ nói trong cuộc gặp với ông Thủ tướng Úc là quan ngại sâu sắc và không dám nói tên Trung Quốc ra. Nhưng hôm nay ông Nguyễn Xuân Phúc phải triệu tập một hội nghị có lẽ là bất thường như thế này từ trước đến nay ít xảy ra, và có sự có mặt của rất nhiều đông đủ các lãnh đạo các thời kỳ trước. Bởi vì có những nguồn tin cho rằng đây là giống một hội nghị riêng hồng thu nhỏ của, nhưng mà chỉ dành cho Đảng và dành cho những cán bộ cấp cao nhất của Đảng đến để bàn thảo về những vấn đề mà Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam của chúng ta. Thì bây giờ phải làm gì? Vì Trung Quốc từ trước đến nay bất cứ những sự đe dọa nào thì thường là Việt Nam đều có thể tham khảo ý kiến của Trung Quốc, cũng như là thậm chí chúng ta cũng đã thấy ngay cả Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cử ký rất nhiều những hiệp định và cử rất nhiều đoàn của cán bộ cấp cao của Việt Nam sang Trung Quốc để học tập kinh nghiệm. Thế thì nhưng bây giờ thì chỉ cái nước, ngay cái nước anh em đó, cái nước Trung Quốc đó đã ra mặt để xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, và họ cương quyết sẽ làm cái điều này trong thời gian tới, chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc còn lãnh đạo, còn nắm chủ quyền, thì chừng đó cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam còn gặp nguy hiểm. Bởi vì họ đã đưa ra sách trắng quốc phòng và họ đã nói rằng là đường chín đoạn đấy là chủ quyền của họ, trong cái đó thì trong đó là có bãi Tư Chính và những cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bị mất đi hầu hết, mất đi hết. Và cũng bên cạnh đó, nếu các bạn để ý sẽ thấy cái hình ảnh xuất hiện của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào ngày 25 tháng 8 vừa rồi, đó là ông Nguyễn Phú Trọng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Thế thì các bạn thấy rằng là cái điều này không phải là tự nhiên nó như vậy, mà cũng không phải ông Trọng không biết, ông Trọng vô tư không biết, mà ông ta rất biết. Nhưng bởi vì ông ta có lẽ quá ngạc nhiên và quá bất ngờ về cái thái độ của các đồng chí Trung Quốc của ông cùng cái Đảng Cộng sản với nhau, nhưng bây giờ các đồng chí đã trở mặt và bây giờ không thể có những con đường ngoại giao, không thể nói những con đường về mặt quan hệ hai đảng nữa, mà bây giờ phải ra mặt. Nhưng mà có lẽ những cái điều mà ông Nguyễn Phú Trọng đặt niềm tin trước đây đối với Trung Quốc thì bây giờ gần như không còn. Và cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng phải tặng cái huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và đưa lên trang nhất của các báo ở trong nước cho nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là cái điều đặc biệt. Vì sao? Vì ông nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vốn là một cái người lính đã từng chinh chiến ra rất nhiều mặt trận, trong đó có cả mặt trận chống tại Campuchia và nhiều cái mặt trận khác. Thì ông ta rất có kinh nghiệm trong cái việc mà đấu tranh với Trung Quốc, và ông ta là một cái người gần như là từ trước đến nay có quan điểm rất rõ ràng. Sau khi ông lên làm Tổng Bí thư thì ông ta đã làm nhiều cái động thái khác nhau và rất cương quyết để giải quyết nhiều cái vấn đề mà từ trước đến nay nội bộ Đảng chưa làm được. Tuy nhiên có thể tham gia vì có những cái điều mà ông làm có thể làm mất lòng một số người, cho nên là cái nhiệm kỳ của ông kết thúc rất ngắn sau đó, nhưng uy tín của ông vẫn còn nguyên như vậy. Và hiện nay thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ còn một cách là kêu gọi quân đội bằng cách là đưa ông nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lên trên hình ảnh một cách trang trọng nhất, để đây là hình thức quý lão quân đội,
để chúng ta có lẽ là chuẩn bị cho một cái cuộc chiến nếu Trung Quốc cố tình xâm phạm chủ quyền mà không chịu rút đi, thì đây là một tín hiệu mà ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ muốn gửi đến người dân cả nước trong thời gian tới. Nhưng là một người chủ tịch nước mà ông ta không dám đưa ra bất cứ một phát ngôn nào trực tiếp yêu cầu Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8 cùng những cái đầu tàu hộ tống và phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thì đấy là cái điều mà quốc tế luôn đặt câu hỏi, vì không một chủ tịch nước nào lại làm như vậy khi mà đất nước đang lâm nguy, mà chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống này đã vào Việt Nam lần này là trong một tháng, hơn một tháng, và là vào lần thứ hai rồi chứ không phải lần thứ nhất. Thì đây là cái điều Trung Quốc rõ ràng họ cố tình vi phạm. Và cũng dường như là thời điểm này Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đang lên kế hoạch sắp xếp nhân sự, và có thể Trung Quốc cũng qua cái việc mà họ đưa tàu liên tục vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để gây sức ép với Hà Nội, để họ nói rằng Hà Nội không nên quá gần Mỹ, và cũng có thể họ mong muốn rằng Hà Nội phải có một cái lực lượng nhân sự mới, phải có sự thân thiện với Trung Quốc, thì như vậy họ mới vừa lòng. Đấy. Thì nếu không có gì thay đổi thì vào tháng 10 năm 2019 này thì chúng ta sẽ thấy có sự ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ sang Mỹ để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và cái điều mà các bạn cũng thấy hình ảnh rất là thân thiện, tức là ông Nguyễn Phú Trọng dùng hai tay để bắt giữ lấy ông Donald Trump khi ông ta đến đón Tổng thống Mỹ ở Hà Nội vào tháng 11 năm 2017. Thì đây là cái hình ảnh mà rất rõ ràng về cái tình cảm của ông Tổng Bí thư đối dành cho nước Mỹ, dành cho cái thể chế dân chủ. Thì phải nói rằng đã là một con người biết đọc biết viết và có, nhất là có trình độ lý luận như ông Nguyễn Phú Trọng, thì qua những hành động, những cử chỉ này thì chúng ta thấy rất rõ rằng ông cũng mong muốn là đất nước có thể là sẽ có cái hướng đổi mới và dân chủ hơn. Nhưng cái việc mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải triệu tập cả tất cả những cán bộ cấp cao nhất của Đảng Cộng sản đã từng công tác trong thời kỳ vừa qua đến Hà Nội ngày hôm nay, thì đấy dường như là một cái việc mà hỏi ý kiến thêm các vị tiền nhiệm về cái việc mà sẽ phải, Việt Nam sẽ phải thay đổi trong thời gian tới, vì khi Trung Quốc đã trực diện lộ mặt tấn công Việt Nam và tìm mọi cách để thâu tóm và thôn tính cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì điều đó là không thể chấp nhận được. Và để cho Mỹ được Mỹ ủng hộ thì đương nhiên Việt Nam phải cân bằng thương mại với Mỹ. Vì gần đây, và chính vì vậy mà gần đây các bạn đã chứng kiến nhiều cái cuộc ký kết hợp đồng mua máy bay Boeing của Mỹ, của các hãng hàng không ở trong nước. Và ngoài ra Việt Nam cũng bắt đầu sắm các vũ khí, tức là các thiết bị quốc phòng từ Mỹ. Mà các bạn thấy hình ảnh là Mỹ muốn hỗ trợ Việt Nam có thiết bị quốc phòng tốt nhất. Và đây là hình ảnh máy bay không người lái mà ông của Mỹ đã bán cho Việt Nam một số lượng nhất định. Tuy chưa nhiều nhưng nó đánh dấu rằng cái việc Việt Nam bắt đầu chuyển hướng, và Việt Nam bắt đầu sử dụng các vũ khí khí tài của các nước tự do và dân chủ như Mỹ và châu Âu để chống lại cái việc mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Đây là cái điều rất đáng khích lệ. Và nếu mà Việt Nam để mất bãi tư chính trong thời gian tới thì trong tổng thể đường lưỡi bò do Trung Quốc vẽ ra thì Việt Nam sẽ mất rất nhiều, bởi vì ở đó cùng với việc mất bãi tư chính là sẽ mất tới 67 lô dầu khí trị giá tới 2,5 ngàn tỷ USD. Đấy, các bạn nhìn thấy cái đường lưỡi bò vẽ như thế thì theo đánh giá của quốc tế thì cái lượng dầu khí ở trong cái này, là trong cái vùng lưỡi bò này, rất lớn, trị giá tới 2,5 ngàn tỷ USD. Thì nếu Việt Nam bị mất bãi tư chính thì sẽ coi như mất luôn cái vùng Biển Đông và cái vùng mà đặc quyền kinh tế của Việt Nam với cái giá trị rất cao như thế này. Và các bạn cũng biết hiện nay Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ. Có những lúc mà nền kinh tế Việt Nam được hỗ trợ tới, nhận được tới 20% tổng cái thu nhập kinh tế quốc dân từ dầu mỏ mà ra. Cho nên điều đấy rất quan trọng đối với Việt Nam. Và quan trọng hơn nữa là tư chính, khi mà bãi tư chính nằm trong cái đường chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra, thì Việt Nam gọi là đường lưỡi bò, mà bị Trung Quốc thôn tính thì có nghĩa là họ đã xác lập cái chủ quyền của họ ở cái đường chín đoạn này, thì coi như Việt Nam sẽ mất Biển Đông. Và điều đó sẽ là tai họa đối với Việt Nam nói riêng và với cả thế giới nói chung, vì đây là cái đường mà rất nhiều tàu thuyền qua lại, và cái tự do hàng hải, tự do hàng không sẽ bị ngăn cản, và Việt Nam sẽ mất đi phần lãnh thổ rất lớn của mình cho đồng chí Trung Quốc, mà nơi mà Việt Nam đã đặt lòng tin dường như từ trước đến nay. Và bây giờ Việt Nam bắt buộc sẽ phải thay đổi để không bị chèn ép và không bị những cái đe dọa từ Trung Quốc nữa. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay 26 tháng 8 2019.
và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ những video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, trung thực nhất, phục vụ các bạn trong thời gian tới đây. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày mới tốt lành.